sức mạnh tên lửa SA-75 Divina SAM-2 trong chiến tranh Việt Nam. Sau sự kiện khủng hoảng Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964, từ năm 1967, Mỹ đã bắt đầu ném bom có hệ thống vào miền Bắc Việt Nam. Ngay sau đó, Liên Xô quyết định cung cấp vũ khí cho miền Bắc trên quy mô lớn, trong đó có cả rồng lửa SA-75. Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao do Nga sản xuất này là một tổ hợp tên lửa đất đối không SAM tầm cao. Kể từ khi được triển khai, nó đã trở thành một trong các loại tên lửa phòng không được triển khai và sử dụng nhiều nhất trong lịch sử. Đặc biệt, nó đã từng bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu tối tân của không quân Mỹ, bao gồm cả siêu pháo đài bay B-52. S-75 Divina, hay còn được NATO định danh là SA-2, là hệ thống tên lửa phòng không tầm cao được phát triển và đưa vào sử dụng tại Liên Xô từ năm 1957. Nói về sức mạnh của tổ hợp tên lửa này, radar dẫn bắn của S-75 có các anten dẫn theo hai mặt phẳng tọa độ và cự ly. Hệ thống sử dụng đạn tên lửa loại V-750V được triển khai đầu tiên năm 1957. Cả tên lửa và bệ phóng S-75 dài 10,6m, đường kính tầng 1 là 0,65m và đường kính tầng sau tên lửa là 0,5m. Tổng trọng lượng phóng là 2.287kg. Đáng chú ý, tên lửa S-75 có tầm hoạt động hiệu quả ở cự ly tới 30km, trong khi tầm hoạt động tối thiểu 8km và độ cao đánh chặn trong khoảng từ 450 đến 25km. Trong tầm hoạt động này, SA-75 đủ khả năng bắn hạ B-52. Được dẫn đường bằng sóng vô tuyến điện, đạn V-750V của hệ thống S-75 chấp hành lệnh điều khiển từ xe chiến đấu dưới mặt đất theo nguyên lý điều khiển, điều chỉnh sai số liên tục. Đầu đạn của S-75 là loại tạo mảnh chứa 200 kg thuốc nổ có tốc độ bay đạt Mach 3. Bán kính tiêu diệt mục tiêu của đầu đạn tên lửa V-750V khoảng 65m. Trong điều kiện ở độ cao lớn, khí quyển loãng, bán kính tiêu diệt mục tiêu có thể lên đến 250m. Bên cạnh đó, các đầu nổ của đạn tên lửa được lắp hai hệ thống ngồi nổ, hệ thống ngồi nổ sát thương và hệ thống ngồi nổ tự hủy. Khi cách mục tiêu khoảng 60m, hiệu ứng vô tuyến sẽ kín mạnh, kích ngồi nổ sát thương bùng nổ, văng mảnh về phía trước diệt máy bay. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ S-75 Divina để bảo vệ vùng trời miền Bắc và đối phó lại không quân hùng mạnh nhất thế giới. Cho tới tận ngày nay, S-75 vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm cao nước ta. Tại Việt Nam, tổ hợp tên lửa phòng không này thường được gọi là SAM-2. Bắt đầu từ hè năm 1965, tại Việt Nam triển khai hai trung đoàn tên lửa phòng không SA-75 cùng các chuyên gia quân sự Liên Xô. Kể từ đó, tình hình trở nên vô cùng xấu với người Mỹ khi SAM-2 bắt đầu được đưa vào sử dụng ở miền Bắc Việt Nam. Trong tháng đầu tiên sử dụng SA-75, theo ước tính của Liên Xô, 14 máy bay Mỹ bị hạ với tổng cộng 18 tên lửa phóng đi. Chưa kể là trong chiến tranh Việt Nam, tổ hợp tên lửa này còn được cải tiến đáng kể. Nổi bật nhất là việc chống nhiễu điện tử. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1967, không quân Mỹ tung ra 44 phi vụ máy bay cường kích đánh phá cầu Đuống, Hà Nội. Các tiểu đoàn tên lửa bảo vệ Hà Nội phóng lên 8 quả đạn đều không điều khiển được, hoặc rơi xuống đất, hoặc vượt mục tiêu tự hủy. Sở dĩ có hiện tượng trên là do không quân Mỹ đã sử dụng máy phát nhiễu ALQ-71 gây nhiễu toàn bộ rãnh sóng điều khiển đạn và rãnh sóng xung trả lời của đạn, gọi chung là nhiễu rãnh đạn. Sau khi dùng các biện pháp thu sóng kết hợp chụp ảnh, lực lượng phòng không Việt Nam đã phát hiện ra dải tần số và cường độ của loại nhiễu này. Từ các phát hiện trên, các chuyên gia Liên Xô và các kỹ sư quân sự Việt Nam đã khắc phục bằng phương pháp chế áp nhiễu, nâng công suất sóng trả lời của đạn và sóng điều khiển đạn lên gấp 3 lần, đủ sức vượt qua cường độ nhiễu không chỉ của loại ALQ-71 mà còn cả các loại máy gây nhiễu có công suất lớn như ALQ-101, ALQ-107 của Mỹ. Từ năm 1968 đến năm 1973, các loại máy gây nhiễu rãnh đạn kiểu ALQ trở nên vô hiệu đối với S-75 Divina. Ngoài ra, trong suốt hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ tại miền Bắc Việt Nam, từ năm 1965 đến năm 1972, hệ thống radar của S-75 Divina đã được cải tiến 4 lần với 40 nội dung kỹ thuật để đối kháng chiến tranh điện tử của Mỹ, nâng cao độ chính xác khi chiến đấu, từ đó giúp nó đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình sử dụng ở Việt Nam, S-75 nhiều lần bắn hạ mục tiêu ở độ cao 19 đến 20 km.
Ví dụ như, vào ngày 26 tháng 7 năm 1965, tiểu đoàn 64, trung đoàn 263 đã dùng S-75 bắn rơi tại chỗ một máy bay không người lái tầng cao BQM-34A ở độ cao tới 19 km. Hoặc là vào ngày 7 tháng 2 năm 1966, tiểu đoàn 84, trung đoàn 238 bắn rơi tại chỗ một BQM-34A ở độ cao 20 km. Trong khoảng 7 năm, tên lửa S-75 tham chiến tại Việt Nam, thứ vũ khí này đã tham gia 3.452 trận, phóng 5.885 quả đạn và bắn rơi 788 máy bay các loại hiện đại của không quân Mỹ. Trong đó có 366 chiếc rơi tại chỗ. Trong một vài thống kê, đến tháng 12 năm 1972, có trên 30 chiếc máy bay B-52 bị tên lửa S-75 bắn rơi, trong điều kiện nhiễu các loại dày đặc. Xác suất trúng rất cao, một đạn tên lửa trung bình hạ 0,34 máy bay. Còn theo số liệu của Mỹ, tên lửa SAM của Việt Nam đã bắn hạ khoảng 200 máy bay. Tuy nhiên, so với báo cáo của các pháo thủ tên lửa xác định kết quả hạ mục tiêu trên màn hình, cùng phương pháp kiểm đếm sơ đẳng máy bay Mỹ bị bắn hạ theo số hiệu sản xuất trên mảnh vỡ, số máy bay bị tên lửa bắn hạ lớn gấp 3 lần con số Mỹ đã công bố. Điều đó đã chứng minh một sự thật là SAM-2 đã trở thành nỗi ám ảnh của phi công Mỹ. Thậm chí mà không quân Mỹ còn phải lập ra hẳn một chiến dịch để săn SAM-2 trên bầu trời Việt Nam. Và thêm một lý do nữa, đó là vì sự xuất hiện của SAM-2 đã khiến cho chiến dịch Rolling Thunder ném bom miền Bắc chịu nhiều tổn thất. Hiệu suất các đợt không kích giảm nghiêm trọng, số lượng chiến đấu cơ tan sát ở miền Bắc ngày một tăng, khiến cho săn lùng và tiêu diệt tên lửa SAM-2 trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của không quân Mỹ lúc bấy giờ. Lúc đó, Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ quyết định tiến hành lập dự án One Weasel, chồn hoang, và giao cho chuẩn tướng Kenneth Dempster điều hành. Nhiệm vụ của chương trình chính là thiết kế một phi đội tiêm kích chuyên săn lùng và tiêu diệt SAM-2. Phi cơ F-100F Super Sabre, phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi, được lựa chọn cho nhiệm vụ này. Người ta trang bị thêm cho máy bay cảm biến cảnh báo radar AN-APR-25 RHAW. Bộ phận này dùng để phát hiện vị trí của đài radar trinh sát của tổ hợp S-75. Bên cạnh đó, máy bay còn được bổ sung thêm các thiết bị tác chiến điện tử. Quá trình chuyển đổi máy bay đã hoàn tất, tướng Dempster cần những phi công tình nguyện can đảm, thậm chí có phần điên rồ để thực hiện sứ mệnh. Các phi công làm nhiệm vụ chồn hoang được huấn luyện tại căn cứ không quân Anklin ở Florida từ cuối năm 1965. Các phi cơ nhận nhiệm vụ săn lùng SAM-2 sẽ bay vào khu vực tác chiến trước khoảng vài chục phút so với đội hình tấn công chính để dọn đường. Sở dĩ tướng Dempster cần những phi công điên vì họ phải để cho radar của tổ hợp SAM-2 theo dõi máy bay nhằm tìm ra vị trí. Và quá trình này là cách duy nhất để máy bay chồn hoang xác định khu vực bố trí tên lửa. Nhiệm vụ của các phi công là phải tấn công vào vị trí SAM-2 nhanh nhất có thể ngay khi xác định. Và nếu như không thể tiêu diệt SAM-2, máy bay sẽ trở thành mồi ngon cho tên lửa. Các phi cơ chồn hoang vừa là thợ săn nhưng dễ dàng trở thành con mồi trong tích tắc. Mỗi lần ngồi vào buồng lái máy bay săn SAM-2, các phi công luôn phải xác định rằng đây có thể là sứ mệnh cuối cùng của họ. Ngoài mối đe dọa từ tên lửa, pháo phòng không và những phi cơ MIG nhanh nhẹn có thể kết liễu máy bay trước khi hoàn thành nhiệm vụ, những phi công làm nhiệm vụ chồn hoang luôn hiểu rằng nếu không thể tiêu diệt tên lửa phòng không tầm cao SAM-2, họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình. Vào tháng 12 năm 1965, cái tiêm kích F-100F Ward Weasel bắt đầu tiến hành chiến dịch săn lùng tên lửa. Và chỉ trong vòng 15 ngày, 4 phi công đã thiệt mạng. 2 bị bắt khi tên lửa bắn hạ máy bay, 3 trường hợp thương vong và 2 người rút khỏi đội. Sai lầm chiến thuật là nguyên nhân chủ yếu cho những thất bại. Bên cạnh đó, F-100F cho thấy nó không phù hợp với nhiệm vụ có tính chất đặc biệt nguy hiểm này. Sau đó, không quân Mỹ đã sử dụng chiến đấu cơ F-4C Phantom đời thứ 2 cho nhiệm vụ nhưng cũng không thành công. Sau đó, máy bay ném bom chiến thuật F-105 Thunder Chief phiên bản F-105F và G được lựa chọn cho nhiệm vụ chồn hoang. Chiến đấu cơ này với khả năng mang tải trọng vũ khí tốt và cơ động nhanh cho thấy sự thích hợp với nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhà sản xuất bổ sung thêm tên lửa chống bức xạ AGM-45 Strike, góp phần nâng cao hiệu suất chiến đấu.
Ban đầu, tên lửa Strike bất ngờ cho bộ đội tên lửa Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia nhanh chóng chỉ ra điểm yếu của nó. AGM-45 hoạt động theo nguyên lý bám theo cánh sóng radar, nên chỉ cần tắt máy phát, lập tức tên lửa mất mục tiêu. Hiệu quả của các phi vụ trùng hoang giảm nhanh chóng. Trong số 833 chiếc F-105 được sản xuất, 382 máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Việt Nam. Chiến dịch trùng hoang trên bầu trời Việt Nam chính là nền tảng cho sự ra đời của chiến thuật áp chế phòng không, SEAD. Ngày nay, vũ khí cho nhiệm vụ SEAD tinh vi hơn, nhưng tên lửa phòng không cũng trở nên nguy hiểm hơn. Và nhìn chung, dù đã ra đời cách đây 60 năm, thế nhưng cho đến ngày nay, tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Divina có trong biên chế quân đội ta vẫn đang được một số nước NATO tin dùng đấy. Ước tính thì còn khoảng 18 quốc gia trên thế giới tiếp tục sử dụng S-75 Divina trong biên chế quân đội của mình. Trong đó, sở hữu nhiều nhất là Syria với số lượng ước tính khoảng 275 tổ hợp. Ngoài ra, Việt Nam được cho là vẫn còn sở hữu ít nhất 30 tổ hợp tên lửa loại này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của TB Trends. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe video ngày hôm nay của chúng mình. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề này? Hãy cùng comment ở phía dưới cho tụi mình cùng được biết nhé. Nhấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video thú vị tiếp theo.